Bác Hoàng có gửi câu hỏi như sau: tôi đi nội soi, bác sĩ kết luận là bị viêm loét dạ dày tá tràng, do công việc phải uống nhiều rượu bia, không duy trì uống thuốc tây được, bụng thường xuyên bị tức và khó chịu, hệ tiêu hóa của tôi yếu, một ngày tôi phải đi đại tiện nhiều lần, phân sống, uống nước vào thì nhanh đi tiểu. Tôi còn mắc chứng tiểu đêm nhiều lần, một tối tôi phải dậy đi tiểu từ 4 đến 5 lần nên rất là khó chịu và còn ảnh hưởng đến giấc ngủ nữa. Rất mong nhận được sự tư vấn của nhà thuốc, tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bác, như các triệu chứng mà bác kể ở trên thì hiện nay bác đang mắc phải 3 chứng bệnh, đó là bệnh viêm loét dạ dày, bệnh viêm đại tràng và bệnh tiểu đêm. Để điều trị được, trước hết thì bác phải hạn chế sử dụng bia rượu, đồng thời phải sử dụng thuốc điều trị bệnh. Để điều trị bệnh bằng cây thuốc nam thì xin tư vấn cho bác một số cây thuốc như sau. Để điều trị bệnh viêm dạ dày thì bác sử dụng cây chè dây. Để điều trị bệnh đại tràng, đường ruột thì bác sử dụng cây mật nhân, cây mật gấu hoặc là cây hoàng ngọc. Để điều trị bệnh tiểu đêm thì bác nên dùng cây dâm dương hoắc. Các cây thuốc trên hiện đang có bán tại Thảo Dược Đức Thịnh. Bác hãy gọi vào số hotline để được nhân viên tư vấn cụ thể bác nhé.